là nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân gian của người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. Đối với người Việt Nam, một thẻ hương, một cây nhang không phải chỉ là một vật phẩm thông thường, đó còn là một phần bản sắc văn hóa Việt. Nén hương được coi là cầu nối thiêng liêng giữa đời sống hữu hình của con người với đời sống tâm linh của đất trời, thần linh. Nó giúp kết nối thế giới của người sống và thế giới của những người đã khuất. Khi hương được thắp lên, chúng ta cảm thấy được sự hiện diện của ông bà tổ tiên và tin rằng những lời cầu khấn, những tình cảm và sự thành kính của mình sẽ tới với trời Phật, thần linh và các bậc tiền nhân. Đó là lý do tại sao lễ dâng hương được coi trọng như một nghi lễ trong các lễ hội truyền thống của Phật giáo, cũng như trong việc thờ cúng tổ tiên ở mỗi gia đình Việt Nam. Nghi thức dâng hương xuất hiện từ rất sớm và đóng vai trò rất quan trọng trong các lễ hội truyền thống cũng như phong tục thờ cúng tổ tiên của người dân Việt Nam. Vì thế, trên khắp giải đất hình chữ S của chúng ta thì có rất nhiều những làng hương nổi tiếng. Và ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Thùy Dung, chúng ta sẽ cùng khám phá một làng hương lâu đời ở xứ Thanh. Cô Minh ơi, ngay khi bước vào xưởng làm hương nhà mình thì cháu thấy có một cái mùi thơm nó rất là dễ chịu và rất là cuốn hút. Không biết là những nguyên liệu chính để tạo nên những que hương như thế này là gì ạ? Nguyên liệu chính để tạo ra que hương đây là cái nhựa chám và cây củ bài. Đó là hai nguyên liệu chính nhất. Còn ngoài ra còn một số nguyên liệu phụ, ví dụ như hồi, quế, thảo quả. Tức là những cái nguyên liệu từ thảo mộc tự nhiên đúng không ạ? Vâng. 100% thảo mộc hết. Vâng, nhìn những que hương này thì có vẻ là cái quy trình làm ra rất là đơn giản. Tuy nhiên cho biết là cái công việc này không hề dễ dàng và có rất là nhiều công đoạn. Vậy thì có bao nhiêu công đoạn trong quy trình làm hương vậy ạ? Bao nhiêu năm về trước ạ, thì là chưa phát triển. Thì bọn cô là phải làm cái công đoạn là phải mua nứa về làm tăm. Đến bây giờ là có máy móc nó phát triển nhiều rồi, cho nên là cô chỉ làm công đoạn cuối cùng là làm ra sản phẩm là que hương thôi. Nên công đoạn cuối cùng là cô phải trộn bột. Nhất là trộn bột, trộn nguyên liệu làm sao mà cho nó phải phù hợp, nó đủ và đúng. Nhiều quá cũng không được mà ít quá cũng không được. Cho nên là nó đúng tiêu chuẩn thì sẽ có một cái mùi thơm đặc trưng cho mùi hương quán giò. Dạ vâng ạ. Gia đình mình đã sản xuất hương được bao nhiêu năm rồi và cái sản phẩm của mình thì có cái điểm gì đặc biệt và khác biệt so với những sản phẩm ở những làng nghề khác ạ? Từ thời các cụ này, các ông này, rồi đến thời cô này. Cho nên không nhớ được là bao nhiêu năm cả, chỉ biết là lâu rồi thôi. Nhưng mà cái nét đẹp và truyền thống của hương quán giò Trường Thi là nhất là có một cái mùi hương nó dễ ngửi và nó chủ yếu là bài và nhựa chám. Cho nên là cái mùi hương được nhiều nơi người ta tiêu dùng. Và có nghĩa là cái nghề nhà cô là nghề gia truyền rất nhiều đời rồi đúng không? Rồi. Vâng. Bên cạnh giá trị văn hóa tâm linh, các làng nghề làm hương còn thể hiện những giá trị văn hóa du lịch. Du khách và các bạn trẻ đến với làng nghề truyền thống này không chỉ để tìm hiểu về nghề làm hương từ bao đời nay mà còn được hòa mình vào khung cảnh bắt mắt nơi đây. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, từng bó hương rực rỡ và tỏa hương thơm như những bông hoa đủ màu sắc. Tất cả kết hợp giúp tạo nên một khung cảnh đẹp cho bạn tha hồ tạo dáng và chụp những bức ảnh đẹp nhất, lung linh nhất. Những nén hương thơm luôn gợi cho chúng ta những ký ức đẹp đẽ về những khoảnh khắc quây quần sum vầy cùng gia đình trong đêm giao thừa hay trong những dịp lễ Tết. Và những làng nghề làm hương của xứ Thanh đã và đang góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa tâm linh của mỗi người dân Việt Nam.